Thấy không? Sáng là thấy tơi cửa một cây là thấy là víu giò. Tại bỏ nè, những cái cành nào mà không vô hiệu là bỏ hết. Thấy không? Để người đưa vàng tay kìa. Đó. Cái này ngày anh chịu. Ngày anh chịu muốn đầy là đầy vô đầy tỉa cho ngày anh chịu. Cái đó chưa tỉa hết. Cắt này bỏ luôn là phố. Ừ, bỏ luôn. Đó, dài dài trên kia nữa. Ừ, đó, đúng rồi đó. Đây, ngày 50 ngàn, 100 ngàn đó. Mới học ngày á. Mới học ngày, ngày 100 ngàn đó. Đấy, không? Chỉ trống trên cây nó khoảng chừng 10 cạnh như thế này là đủ trái rồi. Đúng rồi. Như cái cạnh này là để bỏ luôn nè. Đó, đây nữa cưa đi. Để cắt kia cho mình, đi xong mình điếm lại, không nổi đâu. Không nổi đâu. Đó. Cho nó dồn vô những cành cấp 2 á, này những cành này nè. Đó. Và trái là đủ trái rồi. 10 cành đực này, cùng chơi luôn hả? Luôn. Hổng liền phải không? Ghê không? Trời ơi. Mạnh mà. Trời ơi, anh Hoàng này anh sót lắm. 50 ngàn ngày mà cắt luôn chứ. Nhánh nó quay vô trong rồi cắt luôn em. Ừ đó đó. Đó. Dọn nó thoáng nó trống như nè. Thì cái tay này đây chầm đây hai trái ba trái nè, thấy 10 cành này mà trên 10 cành đực. Mà trên cành đực nó khoảng chừng 4 5 cành quả như thế này, nó lực như thế này nè. Đây bấm luôn cái đầu luôn rồi nè. Đó. Giai đoạn lá già này là bấm luôn vô chung khúc chừng gan gan vậy đó cho nó tròn ca tán luôn, nó dồn dinh dưỡng vô cái cành này nè. Nó mau to thì mình để trái làm bông mới dễ ra được. Chứ bỏ mà thả cái này là rồi là thua luôn. Ô, mạnh tay lên em. Đó. Kiến quá trời. Kiến về kiến lửa. Ừ đó, đúng rồi đó. Hay quá Phong ơi, quất luôn em, đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi. Ngon lành. Diệt. Tăng gấp đôi. Ngày 100 ngàn. Bên kia kìa, xa xa lưng em kìa. Cành đó. Quất luôn. Ờ, cái nhỏ bên kia. Nhỏ dưới tay, chỗ tay cầm á. Ờ, quất luôn đó. Trống liền ha. Trời, quá đẹp trai luôn. Nữa em làm lãnh đạo cái đội ngoài kia đi Phú. Đội tiễn cành ngoài kia đó. Lãnh hết. Đấy các bạn thấy không? Cái cây kia tiễn gì nó mới coi được chứ. Chút xíu rồi, thấy thoáng rồi thấy không? Quá đẹp.